Song Hye-kyo đóng ít phim vẫn siêu giàu, hóa ra là bà trùm trong lĩnh vực này. Dẫu là một diễn viên cực kỳ nổi tiếng nhưng trên thực tế, trong vai trò diễn viên Song Hye-kyo lại vô cùng nhàn nhã. Trung bình 1 đến 2 năm cô nàng mới có một tác phẩm lên sóng, cô cũng hạn chế tham gia các show truyền hình giải trí. Trên trang cá nhân, khán giả thường xuyên thấy hình ảnh nhàn nhã của nữ diễn viên cùng với thú cưng của mình. Vậy nên hẳn nhiều người thắc mắc một người như Song Hye-kyo còn có nguồn thu nhập nào khác hay không. Nếu chỉ tính riêng các cê đóng phim và các hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ, khối tài sản ròng của Song Hye-kyo khó có thể lên tới 31 triệu đô la Mỹ như hiện nay. Trong giới K-pop, cô nổi tiếng là người đầu tư thông minh, nhạy bén và rất biết cách làm giàu từ bất động sản. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong-ki, Song Hye-kyo ngày một kín tiếng hơn về đời sống cá nhân. Sự nghiệp phim ảnh của Ngọc Nữ Hàng cũng không còn thuận buồm xuôi gió như trước. Hầu hết các bộ phim lên sóng gần nhất là Gặp Gỡ, Encounter và Hay Bây Giờ Chúng Ta Đang Chia Tay, Now We Are Breaking Up đều kém tiếng và ít được chú ý tới. Tuy vậy, bỏ qua những điều đó, nữ diễn viên họ Song vẫn kiếm được bộn tiền nhờ việc đầu tư bất động sản. Theo một nguồn tin mới nhất cho hay, Song Hye-kyo gần đây đã bán tòa nhà của mình ở khu Samseong và thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ 2,9 tỷ won tương đương với 2,2 triệu đô la Mỹ. Từ lâu, Song Hye-kyo vốn nổi tiếng trong làng giải trí là đại gia thứ thiệt. Bên cạnh vợ chồng Kim Tae-hee Biren hay Hyun Bin Seo-ja-jin, cô nàng sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ tọa lạc tại các khu thánh địa tại Seoul cũng như trên khắp Hàn Quốc. Hơn 20 năm qua, nếu như sự nghiệp diễn viên đã đem lại nổi tiếng và thu nhập đều đặn thì sự nghiệp đầu tư bất động sản của Song Hye-kyo cũng mang tới nhiều đỉnh cao, giá trị sinh lời cũng như sự giàu có bền vững. Năm 2004, Song Hye-kyo mua một căn hộ cao cấp tại Gangnam để tặng mẹ. Sau 14 năm, giá trị của căn hộ này tăng gấp đôi. Ngoài ra, thời điểm này, Song Hye-kyo còn sở hữu 3 căn nhà khác trong nội thành Seoul, hầu hết đều có giá trị rất cao, nằm kề trung tâm thương mại và những tiện ích khác, giá cả chỉ tăng chứ không hề giảm. Năm 2008, Song Hye-kyo mạnh tay vung 1,8 tỷ won, 1,5 triệu đô la Mỹ, tọa một căn hộ cao cấp ở khu Manhattan, New York, Mỹ để thuận tiện cho việc đi lại khi quay bộ phim độc lập Phetis. Căn hộ tọa lạc tầng 33 trong tòa nhà 50 tầng có hướng nhìn ra công viên Central nổi tiếng và khá tiện lợi khi di chuyển. Nơi này gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm với nội thất sang trọng hiện đại. Đến năm 2016, theo tiết lộ của một show truyền hình Hàn, giá trị căn hộ đã tăng với con số khủng khoảng 2,78 tỷ won, 2,4 triệu đô la Mỹ. Giá cho thuê hàng tháng là 7,7 triệu won, 6.600 đô la Mỹ. Chưa tới 10 năm mà cô đã thu lợi ít nhất 400 triệu won, tương đương 8 tỷ đồng cho những căn nhà riêng tại nước ngoài của mình. Năm 2014, Song Hye-kyo đã bổ sung vào bộ sưu tập nhà đất của mình bằng căn biệt thự 2 tầng có diện tích hơn 400 mét vuông trị giá 8,5 tỷ won, được mua lại của vợ chồng diễn viên Cha In-pyo Sing-e. Đầu năm 2016, Song Hye-kyo đã chi 9 tỷ won, 7,4 triệu đô la Mỹ mua một căn biệt thự cao cấp của cựu chủ tịch công ty dược phẩm Hàn Quốc Dong An Farm tại khu Samsejong, Seoul. Đây là khu đất đắt đỏ nhất thành phố và được gọi là Beverly Hills xứ Hàn. Biệt thự có diện tích lên đến 581,6 m2 gồm một tầng hầm, hai tầng nổi cùng khu vực sân vườn và hồ bơi rộng lớn. Tháng 5 năm 2021, Song Hye-kyo khiến giới đầu tư bất động sản cũng như showbiz Hàn Quốc choáng váng khi xuống tiền mua một căn nhà trị giá hơn 17 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 400 tỷ đồng Việt Nam. Được biết, tòa nhà này được xây dựng từ năm 2014, rộng đến 150 m2, gồm 3 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm. Ngoài ra, theo một số nhà môi giới Hàn Quốc đánh giá, tòa nhà nằm ở vị trí đắc địa gần khu căn hộ Hanam The Hill nổi tiếng, giao thông thuận tiện đi lại, có kiến trúc và nội thất đẹp nên khả năng tăng giá cao. Bất chấp tuổi không còn trẻ, Song Hye-kyo vẫn là diễn viên có cát cao nhất nhì Hàn Quốc hiện nay với trung bình 50.000 đô la Mỹ hơn 1 tỷ đồng cho một tập phim truyền hình. Cô còn là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu cao cấp trong và ngoài nước như Showmed, Bottega Veneta và Suwasho, Sutcoma Bonnie. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong sự nghiệp làm giàu của nữ nghệ sĩ, bởi quan trọng hơn cả, Song Hye-kyo nổi tiếng là người đầu tư nhạy bén, tính toán thông minh và mát tay với bất động sản.